Dạ vâng, cửa hàng nông cơ Huy Hoàng xin kính chào toàn thể các quý vị và các bạn đang theo dõi kênh cửa hàng nông cơ Huy Hoàng các bác nha. Địa chỉ của cửa hàng tại thôn 8, xã Đắc Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và hiện tại thì số đó thì cửa hàng chúng em thì có kết nối và có sử dụng Zalo luôn các bác nhá. Các bác nào mà có sử dụng Zalo ấy mà muốn đặt hàng ở trên Zalo thì các bác kết bạn Zalo qua số điện thoại của cửa hàng chúng em, là ra của số Zalo của cửa hàng chúng em, thì các bác nhắn tin để đặt hàng cũng như là để gọi điện thì cũng cực kỳ hợp lý và thoải mái luôn các bác nhé. Vâng, và hôm nay là ngày mùng 6 tháng 3 năm 2023 đến hiện tại lên thì cửa hàng chúng em lại xin tiếp tục giới thiệu cho các bác một lô máy cưa xích đó, lại lên lô này là gồm 10 con hàng tuyển chất lượng các bác nhá, 10 con đẹp như cả 10 luôn. Hôm nay thì cửa hàng chúng em gồm có thương hiệu hai con Estin này. Dạo này thời gian gần đây thì những dòng máy cưa Estin thì cực kỳ hiếm hàng luôn. Hàng bên dưới là vẫn như mọi khi, hàng bên dưới là cửa hàng chúng em là chia theo thành từng hàng các bác nhá. Hàng bên trên là mẫu máy cưa giá rẻ khoảng trên dưới 2 triệu để phục vụ sử dụng gia đình, cắt gỗ, cắt tỉa, cắt củi hoặc là cắt nhánh đồ linh tinh, hoặc là các bác sử dụng ít. Đó, nhỏ nhẹ để phục vụ cho các bác sử dụng gia đình. Và hàng bên bên dưới này là những dòng sản phẩm cao cấp, nòng đứng, máy móc, hàng VIP chất lượng các bác nhá. Và hàng có thương hiệu, máy móc thì tầm khoảng trên dưới 3 triệu. Đó, để cho các bác thoải mái các bác sự lựa chọn. Và công suất thì nó có lớn hơn phần hàng bên trên các bác nhá. Đấy, các bác nào mà nhu cầu muốn đặt hàng cần hàng cao cấp thì các bác tham khảo những máy mà cửa hàng chúng em đặt ở bên dưới này đây. Còn các bác nào mà nhu cầu mà sử dụng nhỏ nhẹ phục vụ gia đình hoặc là những dòng cơ giá rẻ thì các bác lựa cho em hàng bên trên các bác nhá. Đấy. Hôm nay lên tổng cộng 10 con và đánh dấu lô ngày hôm nay là lô chữ X các bác nhá. Lô chữ X, X1 này, X2, X3, X4, X5 cho tới X10 các bác nhá. Đó, hôm nay thì chúng em là đánh dấu ký tự là lô chữ X. Các bác nào mà chưa biết cách đặt hàng ấy thì các bác em sẽ giới thiệu cách đặt hàng sau đây các bác nhá. Hôm cửa hàng chúng em là có đánh dấu ký tự này là chữ X1 này, X2 này lên từng con máy. Đó, các bác nào mà xem video các bác ví dụ là các bác muốn ưng ý con này rồi mà các bác chưa biết là con này là tên là gì, các bác muốn đặt hàng con này nhá, thì các bác chỉ cần là nhấc máy lên gọi cho qua cửa hàng chúng em, các bác báo là chốt cho anh con X1 chẳng hạn, đấy là em biết ngay là các bác muốn đặt hàng con này. Đó, là giá con này là 3.300.000 các bác nhá, và giá đó là đã bao gồm phí vận chuyển và tặng em phụ kiện, là các bác em sẽ đóng hàng gửi đi cho tới tận nhà cho các bác, hàng tới các bác kiểm tra hàng đúng máy trên video, các bác nhận hàng thanh toán không cần phải cọc trước các bác nhá, cửa hàng chúng em thì không cần phải cọc trước, đúng máy trên video thì nên là các bác vui lòng xem kỹ video, cảm thấy thực sự ưng ý con nào thì các bác đặt hàng các bác nhá, đọc cho em cái mã mà chúng em đánh dấu trên từng con rồi đấy ạ. Vâng, để đỡ làm mất thời gian của các bác thì hôm nay thì chúng em sẽ giới thiệu sơ qua này. Đầu tiên là con X1, giá con này là 3.300.000 một con máy cưa Estin 018 các bác nhá, máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản, sản xuất tại Đức, sản xuất năm 1999 này. Đó, thắng xích thì sử dụng đầy đủ nguyên. Con này thì tình trạng khá là đẹp và chất lượng. Đây, các bác nhìn qua. Ốp lam là ốp lam tăng chỉnh xích nhanh các bác nhá. Ốp lam tăng chỉnh xích nhanh đây. Và con này thì có xả áp ở đây các bác này. Có xả áp. Và giá hiện tại con này thì cả chúng em đồng bán với giá là 3.300.000, nòng 38 ly. Qua tiếp con X2. X2 là một con máy cưa MS200. Thương hiệu của dòng máy cưa Estin cũng của Đức các bác nhá. Máy móc vẫn cam kết nguyên zin nguyên bản, con này tình trạng khá đẹp, đẹp như hậu luôn. Cả chúng em đánh giá thì con này rơi vào tầm khoảng 80-90% nữa. Và con này thì cả chúng em đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới rồi các bác nhá. Làm vẫn là nguyên zin theo máy của nó, còn xích là cả chúng em cắt xích mới cho các bác. Giá con này là 3.550.000. Giá đã bao gồm phí vận chuyển. Qua tiếp con X3 là một con máy cưa Echo Curit. Con này là công suất của nó là 35cc, nòng của nó là 38 ly các bác nhá. Giá 2.950.000. X3 Echo Curit có tích hợp chụp giật trợ lực. Các bác nào đam mê thương hiệu Echo thì các bác có lẽ không còn xa lạ gì con này nữa rồi. Thương hiệu nóng đứng, máy móc cực kỳ chất lượng và chất lượng. Rồi, và qua tiếp con X4 là một con máy cưa thương hiệu Shindaiwa. Shindaiwa thì các bác ở dưới miền Tây thì chuộng về sử dụng thương hiệu này. Thương hiệu này thì ở dưới miền Tây thì các bác sử dụng thì cực kỳ nhiều luôn các bác nhá. Con này thì cũng cực kỳ VIP, cực kỳ đẹp và cực kỳ xuất sắc luôn. Đấy. Các bác nhìn qua cũng là nòng đứng các bác nhá. Nòng đời cao, linh kiện thay thế sửa chữa dễ dàng, 2.600.000. Qua tiếp là con X5 là một con máy cưa
Sinagua 352, công suất của nó là 35cc tiếp các bác nhá. Nòng 38 ly, 2.500.000 cho một con máy cưa X5. Vâng, qua tiếp con X6 là một con máy cưa nhỏ nhẹ phục vụ gia đình Makita ME333, công suất 33cc, có núm mâm xăng phụ đầy đủ cho các bác. Làm xích con này là sùng chung với dòng sản phẩm làm xích cưa điện, máy móc tình trạng khá là đẹp, có tích hợp chụp giật trợ lực luôn các bác nhá. Giá này là 2.200.000. Con Ryobi, máy móc tình trạng đẹp 99%, cực kỳ chất lượng, đã lên xích mới các bác nhá, đã lên xích mới, núm mâm xăng phụ đầy đủ, giá 1.900.000, công suất của này là 30cc. Vâng, và một con máy cưa Echo Kyorit 2700 đời mới, máy Nhật bãi, đó, sản xuất tại Made in Japan này, đó, của nhà máy Kyorit Code sản xuất. Một con máy cưa Echo giá này là 2.300.000. Con này đời mới, linh kiện thay thế của nó bây giờ hiện tại trên thị trường bán mới cũng rất là nhiều các bác nhá. Vâng, và qua tiếp con Echo Kyorit 3300, công suất cũng là 33cc. Đó, nấu mưa xong phụ đầy đủ, con này thì nồi đồng cuối đá luôn rồi. Về các bác sử dụng thì cực kỳ bền luôn và chất lượng luôn các bác nhá. Bán rất là nhiều, 2.000.000. Và cuối cùng một con tay cụt để phục vụ cho các bác cắt tỉa cành, X10 giá 2.000.000 các bác nhá. Một con tay cụt cực kỳ VIP và chất lượng luôn, tem mác đầy đủ đẹp 90% luôn ngày hôm nay. Vâng, và chúng em đã giới thiệu sơ qua này đấy nè. Tổng cộng hôm nay có gồm những dòng sản phẩm sau vừa nãy anh em đã giới thiệu qua. Vâng, và bây giờ thì cả chúng em xin phép đặt máy quay xuống để test nổ từng con một, từng con một. Các bác nào mà vừa nãy em đã lướt qua một vòng rồi, các bác nào mà ưng ý con nào rồi ạ, thì sau đây thì cả chúng em sẽ giật test nổ để cho các bác tham khảo các bác nhá. Dạ vâng, cây máy đầu tiên trong lô chữ X ngày hôm nay là một con máy cưa Estin các bác nhá. Dạo gần đây thì rất là nhiều các bác hay hỏi về những dòng sản phẩm như thế này, dòng thương hiệu Estin nhá, nhưng mà thật ra thì cửa hàng chúng em nhập về rất là khó khăn luôn. Hiện tại bây giờ bên cửa khẩu thì người ta đã đang tạm đóng cửa khẩu rồi, nên là nhập về thì cực kỳ khó các bác nhá. Hầu như là những sản phẩm ấy, Estin này thì nhập về nhỏ giọt từng cây một thôi, không có nhiều đâu ạ. Đó, và hôm nay thì chúng em lại về được một cây duy nhất, một con máy cưa Estin 018 X1 các bác nhá. Giá của nó là 3.300.000. Đó, thắng xích thì sử dụng đầy đủ nguyên, ngon lành cả ATZ nhé. Tình trạng con này cũng khá là đẹp và chất lượng luôn các bác. Đó, phần này ốp lam là ốp lam tăng chỉnh xích nhanh các bác nhá. Đó, và có điều đặc biệt là con này thì nó được tích hợp sẵn hàm rồng cho các bác, có tích hợp sẵn hàm rồng, mặt tiền của nó đây khá là đẹp và chất lượng đúng không ạ. Phần áo vỏ của nó thì hầu như là còn trắng phau nguyên, chưa hề có biểu hiện ố vàng này gì cả. Đấy, máy móc cam kết cho các bác là chuẩn zin đét từ ATZ các bác nhá. Từ nòng này, cuộn điện này, boe lọc gió, bình xăng con các thứ các bác nhá, bộ chế hòa khí của nó này chuẩn zin luôn. Này là bên trong còn vết bẩn nguyên này các bác. Đó, hiện tại là cửa hàng chúng em về thì chỉ rửa sơ qua phần bên ngoài thôi, chứ bên trong thì cửa hàng chúng em thì giữ nguyên tình trạng. Máy nóc nòng hơi con này thì cực kỳ chắc chắn, mà bi tông nó thì còn đẹp nguyên các bác nhá. Họ làm con này thì cửa hàng chúng em là sử dụng chung với sợi xích của cái dòng sản phẩm của máy này ấy, là nó xài chung với những dòng máy cưa điện. Những dòng máy cưa điện thì xài xích như thế nào thì con này thì cũng xài xích y như thế các bác nhá. Về ngoài Bắc thì các bác nào mà sử dụng đến mà muốn thay thế lam xích thì các bác ra những tiệm cơ khí hoặc là những tiệm mà điện máy mà người ta bán những dòng sản phẩm máy cưa điện ấy, thì các bác mua lam xích thì cũng cực kỳ dễ dàng các bác nhá. Nhiều các bác chỗ các bác thì không có bán lam xích của những móng máy bãi này, thì các bác mua cái lam xích cưa điện thì về vừa y luôn. Lam con này mặt cắt của nó là được 30 phân mặt cắt các bác nhá. Nòng 38 ly, rất thích hợp cho các bác về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30 phân đổ lại.
Vâng, tiếp đến là con X2, một con máy cưa Estin MS200, một con máy thì đẹp như sưu tầm luôn các bác nhá. Tình trạng thì đẹp như sưu tầm luôn, cực kỳ chất lượng cho các bác về sử dụng. Đó. Phần bên trong nội thất của nó đây. Chế bộ chế của nó là nguyên zin nguyên bản hết các bác nhá. Lưới lọc gió của nó không có rách gì cả. Giá con này là 3.550.000, con đánh dấu ký tự là X2. Một con máy đẹp như sưu tầm luôn các bác nhá. Đó. Lên lô là bán theo giá trên lô luôn, chứ không phải bán những giá mà hàng sưu tầm đâu ạ. Thắng xích thì sử dụng vẫn là đầy đủ. Và điều đặc biệt thì con này thì cả chúng em đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới rồi các bác nhá. Một sợi xích mới để về cho các bác sử dụng. Làm con này mặt cắt của nó là được gần 34 phân, 34 phân mặt cắt. Đó. Mặt tiền của nó đây, khá là đẹp đúng không ạ? Nắp xăng là nắp xăng cài, nắp xăng là giống như sản phẩm máy cưa mà Estin 381 đấy ạ. 381, cái con này là nắp xăng của nó thì nó hoàn toàn giống nhau các bác nhá. Phần bên dưới này là đổ xăng pha nhớt, còn bên trên là đổ nhớt để bôi trơn làm xích các bác nhá. Giá con này cực kỳ hợp lý, bởi vì con này thì quá là đẹp và chất lượng luôn. Đây cho các bác nhìn qua phần ốc ác của nó này. Không han gì gì đúng không ạ? Ô này nó bị thiếu một con ốc ở đây thì cả chúng em tí nó sẽ ráp lại vào cho các bác nhá. Lúc mà rửa ra thì ráp vào nó bị quên mất. Đó. Ốc ác thì còn trắng phau luôn đúng không ạ? Cả hai chúng em ráp ốc vào trên video luôn các bác nhá. Cho các bác nào mà ưng ý muốn đặt hàng con này thì nó đầy đủ nguyên. Rồi ok, đầy đủ ốc ác hết rồi các bác nhá. Các bác nào mà ưng ý muốn đặt hàng con này thì giá của nó là 3.550.000, đánh dấu ký tự là X2. Con này thì cả chúng em vừa nãy tháo cái phần ốc ra để rửa cái cây máy nên là ráp vào nó bị quên mất một con, do lính nhà em thì nó tháo ra ấy à. Khá là chất lượng. Dạ vâng, con X3 là một con máy cưa Kyurit thương hiệu Echo các bác nhá. Công suất của nó là 35cc, 35,8cc đấy ạ. Thì làm tròn của nó là thành 36cc các bác nhá. Nòng của con này là 38 ly, có tích hợp trục giật trợ lực cho các bác. Thắng xích là sử dụng đầy đủ nguyên này, vẫn là thắng xích đầy đủ các bác nhá. Còn điều đặc biệt con này là tích hợp hai ốc lam và trực tiếp bằng khóa 13. Lam mặt cắt là được 35 phân các bác nhá. 35 mặt phân mặt cắt cho cây lam này. Xích là xài xích mini. Xích mini ở trên thị trường cũng bán rất là nhiều, các bác không phải lăn tăn các bác nha. Đó, phần bô của nó đây hầu như là vẫn còn nguyên zin. Đó, nguyên bản các bác nhá, chưa hề có vết han gì gì cả. Đấy, con này thì tình trạng khá là ok, khá là đẹp. Ốc này, cho các bác nhìn qua phần ốc này. Các bác nhìn qua ốc nguyên zin các bác nhá. Ốc thì còn vàng ươm luôn đấy ạ. Không phải là ốc là đã thay thế đâu. Con này thì thực sự là khá là đẹp.
Về cho các bác nào mà nhu cầu cắt gỗ đường kính khoảng tầm 35 phân đổ về thì các bác sử dụng con này thì khá là hợp lý các bác nhé. Cân nặng thì em nghĩ là rơi vào tầm khoảng gần 5 kg cả lam xích. Vâng, và tiếp đến là một con máy cưa Shindaiwa các bác nhé. Các bác nào ở dưới miền Tây thì có lẽ thương hiệu này thì không còn xa lạ gì nữa rồi. Đó, vẫn là nòng đứng, nòng 38 ly, một ốc lam nhưng mà ốc lam lớn luôn các bác nhá, ốc lam là ốc đầu 19 luôn các bác ạ. Xích vẫn là xài xích chung 91, xích xài chung với dòng sản phẩm máy cưa điện. Lam con này mặt cắt là được 35 phân mặt cắt các bác nhá. 35 phân mặt cắt, công suất của con này là 34cc. 34cc các bác nhá, gần 35cc. Giá con này là 2.600.000. 2.600.000 cho một chiếc máy cưa Shindaiwa. Đó. Chuẩn tem sản xuất này, Made in Japan các bác nhá, Made in Japan. Đó. Máy cực kỳ khá là đẹp. À, vâng, tiếp đến là một con máy cưa Shindaiwa tiếp. Con này là 352, công suất 35cc, nòng của nó là 40 ly các bác nhá. Đặc biệt con này là nòng của nó là 40 ly luôn ạ. Phòng tua của con này thì cực kỳ khỏe luôn. Tí nữa sau đây thì cả chúng em sẽ giật test nổ con này để cho các bác nghe qua tiếng phòng tua của con này. Giá con này là 2.500.000 các bác nhá. Tích hợp 2 ốc lam, cực kỳ chắc chắn, vặn trực tiếp bằng khóa 13, nòng là nòng đứng, lốc là lốc nhôm. Con này thì xài xích của nó là xài xích chung 91 luôn ạ, à. Xích khá là to bản các bác nhá. Lam con này thì cực kỳ dài. Mặt cắt con lam con này là cắt từ 40 phân mặt cắt của cái lam. Về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 35 phân đổ về thì con này quá là thoải mái, lam của nó thì khá là dài. Lam xích thì nguyên zin nguyên bản theo máy của nó luôn đấy ạ. Dạ rồi, vừa này rồi thì các bác đã nghe qua cái vòng tua của cái máy này chưa? Vòng tua của con này thì khá là chất lượng đúng không ạ? Tiếng nổ của nó thì cực kỳ thoáng máy và bốc luôn. Về các bác nào mà muốn khỏe thì các bác nên lựa chọn những sản phẩm như thế này. Tiếng bồ của nó thì cực kỳ khỏe và chất lượng luôn các bác nhá. Về các bác kéo thì nẹt thoải mái luôn, nẹt cả làng nghe thấy. Giá con này là 2.500.000 các bác nhá. Các bác nào muốn đặt thì các bác liên hệ đánh báo cho em là con X5. Dạ vâng, và bây giờ thì cả chúng em qua những mẫu máy cưa để phục vụ sử dụng gia đình đấy các bác. Một những mẫu máy cưa mà nhỏ nhẹ để cho các bác cắt tỉa nè, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 phân đổ về, nhiều khoảng 25 phân đổ lại. Hoặc là về chủ yếu là các bác về cắt tỉa cành, tỉa nhánh đồ linh tinh. Hoặc là cắt củi nấu rượu. Đó, cắt gỗ mà cắt củi, cắt những gốc cây mà tầm khoảng bắp chân, bắp đùi, bắp tay đổ lại thôi ạ. Thì các bác lựa chọn những sản phẩm nhỏ nhẹ như thế này để các bác cầm cho nó nhẹ nhàng các bác nhá. Cái thứ nhất là nó rất là nhẹ nhàng, cái thứ hai nữa là giá cả của nó thì rất là vừa phải. Đó. Và hiện tại thì con này là giá của nó là 2.200.000. X6 thương hiệu Makita các bác nhá. 10E333 có tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác. Một con máy cửa hàng chúng em bán khá là chạy luôn. Lam xích của nó là lam xích xài chung những mẫu máy cưa lam xích cưa điện các bác nhá. Đấy, xích là xích 91. Lam con này mặt cắt là được 35 phân mặt cắt. Đó. Có núm bơm xăng đầy đủ cho các bác, thắng xích thì sử dụng đầy đủ nguyên. Khóa xích đấy ạ.
Dạ vâng, còn các bác nào mà đam mê thương hiệu Ryobi, một con máy cưa X7. Đó, X7 giá 1.900.000 Ryobi các bác nha, còn núm màu xanh vẫn là đầy đủ cho các bác. Đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới luôn rồi, để cho các bác về sử dụng có thể ngọt ngào nhất có thể. Làm vẫn làm mặt cắt là được 35 phân, công suất con này là 30cc các bác nhá. 30cc. Công lam hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 phân đổ lại cho con máy cưa X7 này. Dạ vâng, còn các bác nào mà nhu cầu mà cần tìm một chiếc máy cưa gia đình nhỏ nhẹ mà vip vip một tí xíu thì các bác lựa cho em dòng sản phẩm máy X8 này các bác nhé. Một con máy cưa Echokirit 2700, giá là 2.300.000. Con này là thương hiệu đời mới các bác nhé, đời sản xuất cực kỳ mới luôn. Đó, hiện tại trên thị trường thì những máy như này thì linh kiện thay thế thì cực kỳ dễ dàng luôn các bác nhé, dễ dàng cực kỳ luôn ạ. Lam mặt cắt là được 30 phân, xích là xài xích mini. Đó, có núm bơm sao phụ đầy đủ cho các bác. E gió thì e gió tự động, e gió tự động các bác nha. Con này thì tích hợp chụp giật trợ lực lò xo. Và con này thì bên trên này là phần xăng pha nhớt, bên dưới nắp đen là để nhớt để bôi trơn lam xích các bác. Cân nặng con này thì em nghĩ là nó rơi vào tầm khoảng chưa đến 4kg luôn các bác nha. Đầu máy không cân nặng chỉ khoảng 3kg thôi, cả lam xích vào nữa, cả xăng cộ vào nữa thì khoảng gần 4kg cho các bác sử dụng. Dạ vâng, X9 là một con máy cưa Echokirit 3300, công suất của nó là 34cc, có núm bơm xăng đầy đủ cho các bác. Hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10. Đó, hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10, lam con này mặt cắt là được 30 phân mặt cắt các bác nhá. Và con này thì có thể kéo gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ lại, 34cc. Giá con này là 2 triệu đồng các bác nhá. Dạ vâng, và cuối cùng trong video ngày hôm nay là một con máy cưa tay cụt nhỏ nhẹ để cho các bác, về các bác nào mà hay leo cây hoặc là hay leo thang để cắt tỉa nhánh trên cao mà cần nhu cầu sử dụng một tay. Đó, một con máy cưa thương hiệu Echokirit GC30, công suất 30cc các bác nhá. Khóa xích thì vẫn là đầy đủ, giá nó là 2 triệu đồng. Và lam xích con này thì nó xài chung với sản phẩm máy cưa điện. Đó, lam con này mặt cắt là được 35 phân, phần tăng chỉnh lam xích thì cực ở trên phần mặt cắt này luôn các bác nhá, trên phần lam luôn ạ. Có núm bơm xăng đầy đủ cho các bác. Tình trạng con này thì khá là đẹp, là hai ốc lam bằng trực tiếp bằng khóa 10 các bác nhá. Tem mác đầy đủ. Đó, cực kỳ tiện lợi, nhỏ nhẹ thôi các bác cầm một tay. Dạ vâng, và vừa rồi thì cả hàng chúng em thì đã test nổ cũng như là giới thiệu hết chi tiết cho các bác nào mà ưng ý con nào rồi thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua điện thoại để đặt hàng các bác nhé. Đến giá là cả hàng chúng em đã công khai hết trên từng con máy rồi, và giá đó là đã bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện cho các bác nào mà ưng ý thì chỉ cần nhấc máy ngay và điện alo cho cả hàng chúng em, đọc cho em địa chỉ, số điện thoại và cũng như là tên, cửa hàng chúng em sẽ ship đến tận nhà hàng tới các bác kiểm tra hàng rồi mới thanh toán các bác nhé.
Đó, giá là đã bao gồm trên video là chuẩn giá luôn các bác nhá. Đó, hàng tới các bác không cần phải mất thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Và máy móc cam kết cho các bác là nguyên zin nguyên bản, hàng chất lượng luôn các bác nhá. Và bảo hành của cửa hàng chúng em là bảo hành cho các bác 6 tháng sử dụng. Còn nòng bạc, bít tông với lại là dây thì cửa hàng chúng em sẽ bảo hành cho các bác là 1 năm các bác nhá. Rồi, cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác ở video sau.